Hai mọi người, mẹ con Denso công suất lớn là dòng inverter này. Denso GE 2500 inverter nha. Dòng inverter dòng tiết kiệm nhiên liệu. Máy rất ngon nha. Cái này nó bị kiểu nó đổ bị dính xi măng vô cho nên là này về chịu khó gạo cạo ra, bình xăng nó hơi móp mà không ảnh hưởng đến bình xăng đâu. Anh em coi video ưng thì chốt thôi, hay dầu hay nước. Này nước mọi người, về xúc rửa ha, máy chưa dọn, máy bãi về nó nằm bãi chưa có dọn. Này là tính giá thành máy chưa dọn, dây kiểu vẫn còn mới lắm nha. Còn tem này thường nó gắn vào cái mấy tem bán hàng, chắc sơ ý bọn bị đổ mấy xi măng vô thôi. Dây dượt còn mới, dòng inverter thùng vô còn ngon hết. Qua em thấy ngoài nó đẹp lắm nha, chẳng qua đã đổ xi măng rồi thôi. Rồi con này 2,5 kg điện vô nha, công suất máy sâu. Công suất nằm đây mọi người thấy đây nét không được, để em đọc ha. AC 100V 25A 2,5 kg nha, 60Hz nha. Rồi ok, con này inverter, dòng inverter giá thành nó dọn rồi, giá thị trường nó cũng cao mọi người. Nhưng con này thì nó dính xi măng hơi dơ thôi. Coi mặt sau OHV thì mặt sau thấy đẹp mọi người, thấy mê. Này con này chỉ dính xi măng thôi nha. Máy này ống xăng đồ nhìn rất là mới luôn nha mọi người. Ốc ác này OHV, con này vẫn mới lắm này. Máy Nhật kiếm còn mới khó mọi người. Sorry mọi người nhé, cây gimbal cái đụng và nó quay gặp vẹo nên là nhiều lúc nó hơi bị cấn. Rồi này công suất lớn, máy móc còn đẹp nha, máy như hiện trạng nha mọi người. Rồi con này có giá 2,8 triệu nha.